đó là thầy Phạm Minh và thầy Hoàng Hoàng Nguyễn Tùng Khánh, Đỗ Tùng Khánh. Thế thì xin báo cáo với các bạn là hôm nay là có hai thầy và nhân thể đầu xuân thì tổ chức hội ở gia đình nhóm chung thì cũng em đại diện cho gia đình xin kính chúc sức khỏe của thầy giáo và tất cả các bạn trong hội của Lý Công Nguyệt sang năm mới được mạnh khỏe và bình an vô sự ạ. Tiếp theo thì em cũng đại diện cho hội thơ có bài thơ tặng là hội đồng môn, xin kính mời các bác ra thưởng thức. Thơ vui tặng hội đồng môn, hội ngoại bảy cực vui hơn xuân nào. Tuổi cao da rẻ hồng hào, tuổi cao mà vẫn thấy cao sức xuân. Tuy rằng có chậm bước chân, đã diệm mây tóc nắng hoa rừng trên đầu, vẫn nguyên sông sông dâng trào, vẫn vui như thế nào học sinh. Vẫn là giọng nghĩa nặng tình, vẫn là vẫn là mình như xưa. Ta ngồi ôn lại tuổi thơ mà lòng cứ thấy ngẩn ngơ, tiếc tiếng ngoài chia tay mỗi đứa một nơi, chúng ta ở bạn tôi lấy chồng xa xứ cách không, có khi muốn gặp mà không được về. Thế rồi công việc những bộn bề, một năm mới được về quê đôi lần. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, hàn huyên to nhỏ vui buồn sẻ vui. Giờ đây con cháu đề về gia đình cũng mọi bề tốt tươi. Hôm nay họp mặt thêm vui bạn tôi bạn suốt đời thân nhau, chúc nhau tuổi thọ dài lâu, hẹn nhau như đến năm năm sau lại về. Xin tiếp bài thứ hai ạ. Bài thứ hai về thầy. Đến đâu thành cả luôn. Đường xưa lối cũ thăm thầy, lưng 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 trong trong dạ nhớ ngày tuổi thơ. Ơn thầy giảng dạy sớm xưa, cỏ vui vui say xưa học hành. Thầy nay tóc bạc da mồi, vẫn còn phong nhã dáng người nhỏ ra. Chúng em tuổi cũ sẽ đã nên đồ, đã nên bà, nên thương lâu. Tí nữa lên đồng, anh sẽ xem đi. Nhìn lên sống vui sống khỏe giáo dục giáo con sống đắng là cây cao bóng tàng và là những tấm gương cho con cháu noi theo. Xin kính chúc tình cảm thầy trò mãi mãi xanh tươi và đời đời thầy mới. Và cuối cùng chân thành cảm ơn
thầy giáo, rồi các thanh quý, thanh xuân đi các thầy về đông đủ trong cái ngày vui trọng đại của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo qua chương trình, tôi ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thầy Khánh các bài cho linh toàn bộ, xin trân trọng những lời thầy. Nhà thơ, tuổi thơ của chủ nhiệm, thích rồi. Nhà thơ là tôi làm nhà đọc thơ. Nhà thơ. Không tham gia. Kính thưa các anh các chị, tôi đồng ý của học sinh quốc vấn, kính thưa các vị khách quý của thân nhân nhân hộ viên. Bây giờ chúng ta đang ở cái tuổi lên ông lên bà cả rồi, cho nên gọi bằng anh và chị cho nó thân quen với những cái thời thơ. Tôi là một thầy giáo cũng đã công tác ở trường Quốc Tuấn khi trường Quốc Tuấn ra đời, và đến hôm nay được nghỉ hưu và cũng nghỉ ở quê hương Quốc Tuấn mấy chục năm rồi. Hôm nay được về dự cái hội đồng môn của hội mà đại diện cho đây là anh Nguyên và anh Phê, là hai người đứng sống ở nhà, chúng tôi thấy rất là vui mừng phấn khởi. Trước hết những cái năm mới xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các anh các chị và toàn thể các bạn một sức khỏe năm mới có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc. Tôi là một thầy giáo dạy toán, không phải là dạy văn, nhưng mà khi vào các hội thơ thì cũng tập làm thơ, cho nên bây giờ cũng gọi là chủ nhiệm nhất là cụ thơ, nhưng mà thực ra trong bộ thì thơ nó thể nghèo nghèo. Nhưng mà hôm nay về cái hội nghị này cũng xúc động và cũng biết thêm mấy phần thơ có thể được và cũng có thể chiêu được, các bạn tạm thời chấp nhận cho.